Chào chị Chào em ừ, Nay sao thịt không được tươi mấy vậy Khỏi lo thịt chị còn tươi hơn cái mặt của em nữa Chị này vẫn vui <laughs> Nắng thấy bà ai rảnh mà giỡn ừ, Nay nhiêu lạng vậy hai chục ngàn một lạng nha người đẹp thôi nhà em nay có năm người à lấy năm ngàn được rồi ừ, em nói là sắc cho em năm ngàn thịt năm ngàn thịt cho năm người ăn trời 5 năm người ăn thoải mái luôn đó chứ là mỗi người cầm cục thịt liếm cái rồi truyền cho người kia liếm tiếp hay gì Chị nói gì nghe dơ ghê á, rồi có bán không? Bán, bán chứ <laughs> Chẳng những bán mà còn tặng quà nữa Khách VIP là phải vậy chứ, mà tặng gì ạ? À? Giao file đó em Tự nhiên tặng giao thấy ghê vậy bà nội Để cân tự đem về xẻo thịt cưng cho năm người ăn chứ làm chi Tôi trả bằng thẻ kim cương đó Kim cương hả? Bà tính làm gì hả? Kiếm đồ phan mày chứ làm chi Bán mà hung dữ như bà chẳng ai mà mua Cái thứ tào lao truyền bá khùng điên gì đâu không?